Trương Mỹ Lan đã dùng thủ đoạn gì để thâu tóm tiền về túi cá nhân? Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát đặc biệt nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp chưa từng có. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Tổng Bí thư cũng nói, ai không làm thì mạnh dạn đứng sang một bên. Càng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, Đảng của chúng ta càng mạnh lên, càng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ, làm cho bộ máy trong sạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chiều 19 tháng 3, phần luận tội đại diện cơ quan công tố tại tòa đề nghị tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo còn lại đề nghị mức án từ 3 năm tù treo đến tù chung thân. Đề nghị bà Lan phải bồi thường cho SCB 677.000 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB số tiền 677.000 tỷ đồng và lãi phát sinh thiệt hại. Theo đại diện Viện Kiểm sát, quá trình điều tra tạm giữ tiền, kê biên tài sản của ông Nguyễn Cao Chí, người chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng, nên đề nghị tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án. Quá trình điều tra, nhà chức trách cũng kê biên hàng nghìn tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Ngoài ra, đối với các mã tài sản đang thế chấp tại SCB, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giao cho nhà băng này xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo cơ quan công tố, các bị cáo đều là người có trình độ, có nhận thức đầy đủ năng lực, có khả năng nhận thức được hành vi nào được phép và hành vi nào là trái pháp luật. Hành vi các bị cáo gây thất thoát đặc biệt lớn đối với kinh tế, tạo dư luận rất xấu trong xã hội, dư luận xấu đối với quốc tế nên phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe. Bà Trương Mỹ Lan đã sai phạm như thế nào? Trong quá trình bào chữa cho bà Lan có 5 luật sư, các luật sư sẽ tiến hành tuần tự. Sau đó bà Lan sẽ thực hiện quyền tự bào chữa của mình. Cáo trạng cáo buộc bà Lan đã thao túng toàn bộ SCB để huy động tiền gửi của người dân, rồi cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay. Số tiền được giải ngân sau đó sẽ được bị cáo sử dụng vào các mục đích riêng và hoạt động của tập đoàn. Trong hơn 10 năm, bà Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã được SCB bơm hơn 1,06 triệu tỷ đồng, với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng và đều là nợ không thể thu hồi. Bà chủ Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng. Ngoài ra, để che đậy tình trạng tài chính của SCB, bà Lan còn đưa tiền cho bà Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước số tiền 5,2 triệu đô. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho ông Nguyễn Cao Chí. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Viện Kiểm sát lần lượt luận tội các bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm trong quá trình xảy ra vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Capella, đã thỏa thuận và nhiều lần nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan cho 3 mục đích: chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp do Nguyễn Cao Chí sở hữu thông qua các cá nhân đứng tên hộ, chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Ninh, đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Khi biết Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 10 năm 2022 đến ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2022, Nguyễn Cao Chí đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý lập các biên bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan.
Trong phần luận tội, cơ quan công tố cho rằng quá trình điều tra xét hỏi tại tòa, bị cáo Chí đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện và tác động gia đình nộp khắc phục gần hết số tiền chiếm đoạt. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chưa có tiền án tiền sự, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa đổi. Nhận hối lộ, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng. Ngày 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 đã họp kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định về công tác nhân sự. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Bà Lan là cựu bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Nghị quyết nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và bà Hoàng Thị Thúy Lan theo trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp về quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Cùng bị tạm giam về tội danh này còn có ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Hiện 15 người đã bị bắt, trong đó riêng ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy Ma Thít tỉnh Vĩnh Long bị điều tra tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Theo người phát ngôn Bộ Công an, Tô Ân Sô, tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu, biệt danh là Hậu Pháo, làm chủ tịch hội đồng quản trị, hoạt động từ năm 2004 trong phạm vi cấp huyện. 11 năm sau, Phúc Sơn vươn lên mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình trên khắp cả nước. Hiện có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Ở vụ án đang điều tra, cảnh sát mới xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, song xác định Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại hơn 640 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 58 tuổi, quê Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ cao đẳng sư phạm, cử nhân luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Xuất thân từ giáo viên cấp 2, bà Lan sau đó giữ nhiều chức vụ trong tổ chức đoàn rồi làm trưởng ban dân vận, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 2 năm 2015 đến khi bị bắt, bà làm bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đầu năm 2021, bà Thúy Lan vướng lùm xùm khi con gái Trần Huyền Trang, 31 tuổi, được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc phát hiện sai phạm, con gái bà Lan đã rút quyết định bổ nhiệm. Bà Lan là bí thư tỉnh ủy đương nhiệm thứ 5 bị kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó vào tháng 7 năm 2021, bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị cách tất cả các chức vụ trong đảng, sau đó nhận 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cuối năm 2022, bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị khai trừ ra khỏi đảng. Gần một năm sau, ông Thăng lĩnh 5 năm tù do nhận 4 tỷ đồng và chỉ đạo làm trái quy định đấu thầu trong vụ Việt Á. Tháng 10 năm 2023, bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị cách tất cả các chức vụ trong đảng do giải trình nguồn gốc tài sản không trung thực. Ông Thọ sau đó bị tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong vụ án Xuyên Việt Oil. Tháng 1 năm 2024, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị khai trừ ra khỏi đảng sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Ông Quận bị cáo buộc có sai phạm trong việc chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến siêu dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị mức án tử hình. Quá cao tay, bà Trương Mỹ Lan dùng chiêu này để thoát án tử hình. Liệu có thành? Kính chào quý vị cô bác đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Thưa cô bác, trong 3 tháng đầu năm, một trong những vụ đại án kinh khủng nhất và được nhắc tới nhiều nhất chắc chắn đó chính là Vạn Thịnh Phát. Tới nay, dù biết bà Trương Mỹ Lan mang trọng tội mà mức án cao nhất là tử hình đi chăng nữa thì cũng là một điều hết sức bình thường và công tâm. Tuy nhiên, thật bất ngờ vì trong phiên tòa xét xử gần đây nhất, vào ngày 15 tháng 3,
cơ hội sống của bà Lan bất ngờ được tăng cao khi bà dùng kế sách cuối cùng là sử dụng tài sản đang có để khắc phục hậu quả do mình gây ra. Theo đại diện Viện Kiểm sát, đối với Trương Mỹ Lan, bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, phạm tội có tổ chức, không thành khẩn. Khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo bị đề nghị là tử hình. Theo các tài liệu xác định, từ năm 2011, bà Trương Mỹ Lan việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB đã sử dụng doanh nghiệp này như một công cụ tài chính để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân và hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Với thủ đoạn chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt hoặc chuyển lòng vòng nhằm cắt đứt dòng tiền. Trong đó, từ năm 2012 đến năm 2017, bị cáo này đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022, các khoản vay này dư nợ hơn 132 tỷ đồng cả gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo, các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan là phạm tội, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, 542.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Trong thời gian dài thâu tóm SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng dư nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, Viện Kiểm soát xác định thiệt hại của vụ án là hơn 498.000 tỷ đồng. Trên cơ sở xem xét theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, sau khi cấn trừ đi giá trị của các tài sản đảm bảo, các bị cáo Đinh Văn Thành đang bị truy nã, Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng đều là người có trình độ, nhận thức đầy đủ năng lực, có khả năng nhận thức được hành vi nào được phép và hành vi nào là trái pháp luật. Tuy vậy, hành vi của các bị cáo gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế nên phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe. Với các bị cáo đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đã kêu gọi đầu thú nhưng các bị cáo từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi cho mình. Các lãnh đạo ngân hàng SCB với động cơ giúp sức tích cực cho bà Lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, Viện Kiểm sát đánh giá, tuy thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra giải quyết vụ án. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng như có tổ chức, phạm tội nhiều lần trong thời gian dài gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên cần phải có mức án tương xứng. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tuyên Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng và các cựu chủ tịch SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc mức án tù chung thân về các tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB, Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB bị đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù về tội tham mô tài sản. Đối với bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị xác định thực hiện chỉ đạo cấp dưới thành lập, sử dụng các công ty ma và giúp bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng gây thiệt hại 25 tỷ của bà Lan, từ đó Viện Kiểm soát đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án 19 đến 20 năm tù về tội tham mô tài sản. Ông Chu Lập Cơ, tỷ phú Hồng Kông, chồng bà Trương Mỹ Lan đã giúp sức cho bà Lan hàng chục khoản vay gây thiệt hại cho SCB 9.100
16 tỷ đồng. Bị cáo này bị đề nghị mức án 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đối với nhóm bị cáo, cựu cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo này nhận tiền hối lộ, các lợi ích vật chất từ SCB nên đã sửa kết quả thanh tra nhằm che giấu sai phạm của ngân hàng này, tạo điều kiện cho SCB tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu nhằm rút tiền ngân hàng. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra mức án tù chung thân về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước đề nghị mức án 14 đến 15 năm tù. Các bị cáo khác, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án thấp nhất là 3 năm tù, cho hưởng án treo tùy theo mức độ phạm tội khác nhau. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung ương thống nhất tại hội nghị bất thường chiều ngày 20 tháng 3 sau khi xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng phát ngay sau cuộc họp, cho biết, Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước cũng như cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ chức vụ, được phân công và nghỉ công tác. Đây là hội nghị bất thường lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương kể từ đầu nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Do đó, quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội tiến hành. Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhận chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 hồi đầu tháng 3 năm 2023 cho đến khi được đồng ý thôi giữ cương vị Chủ tịch nước được hơn một năm, ngày 20 tháng 3 năm 2024. Hơn một năm trước, vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Nguyễn Xuân Phúc xin thôi nhiệm vụ. Ông Võ Văn Thưởng, 54 tuổi, là thạc sĩ triết học, quê huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 10 lúc 36 tuổi, Ủy viên Trung ương 3 khóa liên tiếp 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội 3 khóa 12, 14, 15, Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa 12, 13. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, bà Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
Việc này căn cứ vào Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước. Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ 2021-2026, bà Xuân được phân công giữ quyền Chủ tịch nước. Tháng 1 năm 2023, bà giữ quyền Chủ tịch nước trong hơn một tháng, từ lúc Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho đến khi bầu ông Võ Văn Thưởng đảm nhiệm cương vị. Bà Võ Thị Ánh Xuân, 54 tuổi, cử nhân, sư phạm hóa học, thạc sĩ chuyên ngành quản lý công, quê huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12, 13, khóa 11 dự khuyết, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Bà Xuân xuất thân là giáo viên cấp 2 ở thị xã Long Xuyên. Sau đó, bà kiêm qua nhiều chức vụ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy Tân Châu, Phó Chủ tịch tỉnh, Phó Bí thư rồi Bí thư tỉnh ủy An Giang. Tháng 4 năm 2021, bà được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước ở tuổi 51 và làm Phó Chủ tịch nước trẻ nhất lịch sử. Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, khi đó đánh giá bà Võ Thị Ánh Xuân đã thể hiện được năng lực qua nhiều vị trí công tác và hội tụ đủ 5 chữ T bao gồm trí tuệ, tự tin, trẻ đẹp, tiến bộ và thành công. Trong gần 3 năm giữ cương vị Phó Chủ tịch nước, bà Xuân có nhiều chuyến công du đến các nước như Bulgaria, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Kazakhstan, tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2021-2023 tại Bồ Đào Nha và UAE. Trên cương vị quyền Chủ tịch nước, tháng 2 năm 2023, bà đã trao quyết định bổ nhiệm 13 đại sứ mới ở Việt Nam tại nước ngoài. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung ương thống nhất tại hội nghị bất thường chiều ngày 20 tháng 3 sau khi xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng phát ngay sau cuộc họp, cho biết Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước cũng như cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ chức vụ, được phân công và nghỉ công tác. Đây là hội nghị bất thường lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương kể từ đầu nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Do đó, quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội tiến hành. Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhận chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 hồi đầu tháng 3 năm 2023 cho đến khi được đồng ý thôi giữ cương vị Chủ tịch nước được hơn một năm, ngày 20 tháng 3 năm 2024. Hơn một năm trước, vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Nguyễn Xuân Phúc xin thôi nhiệm vụ. Ông Võ Văn Thưởng, 54 tuổi, là thạc sĩ triết học, quê huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, là Chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 10 lúc 36 tuổi, Ủy viên Trung ương 3 khóa liên tiếp 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội 3 khóa 12, 14, 15, Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa 12, 13. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa
13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.